Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tôi là Người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu cho các bạn là hai cặp đực man các bạn. Đây đứng trước mặt bạn là cặp đực man đầu tiên các bạn. À, cặp này là man tai nhỏ nha các bạn. À, mặt gu, chân móng đồ hoàn thiện, à, yếm dày cui, đòn dài, chân móng đồ hoàn thiện, xương cối chà bả luôn các bạn thấy không? Đuôi dài phết đất. À, gu bật nè, đòn dài nè các bạn thấy không? Sải tích nghiêm chỉnh nha, coi thứ hai nè các bạn. Đỏ ao, sải tích nghiêm chỉnh, gu bật, đòn dài. À, tai này cũng trung trung của tai nha các bạn. Xương cối đây. À, cặp này thì chủ báo giá là 42 triệu các bạn, 42 triệu. À, anh em là bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò mình, comment dưới màn hình video nha các bạn. À, xương cụm chân cụm xương chà bá luôn các bạn thấy không, chân móng luôn hoàn thiện, móng sò chân kiền khú luôn, xương cối các bạn, đòn dài mặt gu. À, cặp tiếp theo nè các bạn, mặt gu nè, đòn dài nè, sải tích thì nghiêm chỉnh các bạn. Cặp này chủ báo giá là 37 triệu các bạn, 37 triệu. À, con này man tay nhỏ nè các bạn, chân móng hoàn thiện hết. À, dải đèn khui, đòn dài, sải tích nghiêm chỉnh, sải mặt sải lưng đồ nghiêm chỉnh nha các bạn. À, xương cối. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video nha các bạn. Đó, dàn chân móng đồ hoàn thiện hết các bạn, thấy cụm chân cụm xương các bạn, cụm chân cụm xương chà bá các bạn. Đó, cái dòng man bơm các bạn. Đây cặp con kế tiếp các bạn, cặp 37 triệu nữa các bạn. Con này thì tay lớn, sái tích nghiêm chỉnh, bật gu, hai cái tay như hai cái quạt luôn các bạn thấy không, lưng thẳng băng, yếm dậu nghiêm chỉnh, sái tích đúng, chân móng đồ hoàn thiện, dòng manh mỹ bên bơm các bạn thấy không, cụm chân cụm xương chà bá các bạn, sẽ mặt sẽ lưng hai cái tay hai cái quạt các bạn không, lai sâu các bạn, đòn thì dài, gu thì bật, giá 37 triệu các bạn, 37 triệu. À, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn. À, sẽ mặt sẽ lưng đồ nghiêm chỉnh đó các bạn thấy không, chân móng nè hoàn thiện các bạn, con này bật gu đòn dài nha các bạn. Đó, gu bật đòn dài, chân móng được hoàn thiện, xương cối, tay lớn. Đó, cái dòng này dòng anh Mỹ anh bơm các bạn, rất là dễ nuôi nha các bạn, chịu nhiệt cũng rất là tốt các bạn, giá 37 triệu các bạn, 37 triệu. Đó, hai cái tay các bạn không, thì hai cái quạt các bạn, yếm dậu đồ nghiêm chỉnh hết các bạn, chân móng được hoàn thiện, cùng chân cùng xương đồ chà bá các bạn, đòn thì dài, sái tích thì nghiêm chỉnh. Bây giờ mình sẽ đo cận cảnh đó các bạn. Đó, sẽ lưng sẽ mặt đồ nghiêm chỉnh nè, đo cận cảnh các bạn. Con này thì cao 1m15 bò các bạn, cao 1m15 bò, manh mỹ tay lớn, cao 1m15 bò, đoạn cực kỳ dài luôn các bạn, đòn dài, gu bật, sái tích thì nghiêm chỉnh. Anh em nào có nhu cầu vũ béo man thì cứ liên hệ nha các bạn, trực tiếp số điện thoại của chú bò mình comment dưới màn hình video nha các bạn. Đó, cái tai các bạn thấy không, y như hai cái quạt các bạn, sái tích nghiêm chỉnh, cao 1m15 bò các bạn, cao 1m15 bò, đòn ngay sẽ lưng. Còn tiếp theo con này cũng vậy các bạn ơi, cũng cao 1m15 bò luôn nè các bạn. Đó, gu bật sái tích đồ nghiêm chỉnh, đòn lưng thẳng băng các bạn, chân móng đồ hoàn thiện, xương cối, dải đen khui, cao 1m15 bò. Cặp này đồng khích luôn các bạn, đều cao 1m15 bò các bạn, giá 37 triệu các bạn, 37 triệu. Cặp được man này các bạn, giá 37 triệu. À, anh em là bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn. À, cặp này đồng khích cho luôn các bạn, đều cao 1m15 bò, giá 37 triệu. À, cùng chân cùng xương chà bá các bạn, móng sò hẳn băng các bạn ơi, xương cối. À, cặp tiếp theo. À, con này là cặp này mới lỡ bò nè các bạn. Đó, bò lỡ bò gu bật cực kỳ bật luôn các bạn không, chân móng nè cùng chân cùng xương các bạn không, chà bá các bạn. Cặp này manh mỹ tay nhỏ các bạn,
Đây, con này cao 1m2 bò các bạn. Đó, nó dùng là các bạn ơi. Đo kỹ anh em, đo kỹ lên các bạn, cao 1m2 bò các bạn. Đây. Cao 1m2 bò này các bạn. Cao 1m2 bò gu bạc, sải tích nghiêm chỉnh, yếm dậu rồi nghiêm chỉnh hết các bạn, đòn dài, chân móng được hoàn thiện. Đó, móng sò hoàn thiện, xương cực kỳ cối luôn các bạn. Gu bạc gu nè. Sải tích nè, nghiêm chỉnh nè, lưng thẳng băng nè, cao 1m2 bò các bạn. Tay nhỏ nha. Chân móng nè. Hoàn thiện hết, cụm chân cụm xương các bạn không? Chà bá các bạn. Xe mặt xe lưng đồ là nghiêm chỉnh hết các bạn. Đó. Cặp này chị chủ có giá 42 triệu các bạn, 42 triệu. Đó, đòn dài, đo luôn con này cho anh em thấy luôn các bạn. Đây. Con này cao 1m23 bò các bạn. Cao 1m23 bò. Một con cao 1m2, một con cao 1m23 bò. Manh Mỹ tay nhỏ, giá 42 triệu các bạn, giá 42 triệu. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Đó, con này cao 1m23 bò này các bạn. Chân móng đồ hoàn thiện hết. Cặp này thì chủ báo giá là 42 triệu, con cao 1m2, con cao 1m23. Giá 42 triệu. Cặp còn lại là 37 triệu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.